Baby bus. Chào mừng đến với nhà hàng Nhật Bản của Kiki. Ở đây có rất nhiều món ngon Nhật Bản, hãy cùng khám phá nào. Bày biện bàn ăn với đồ trang trí xinh xắn và khách hàng sẽ vui hơn. Xin mời. Mời đi đường này. Sushi. Sushi là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Món này vừa ngon vừa đẹp mắt với sự kết hợp của giấm gạo cùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Là món sushi kankanmaki. Trải một lá rong biển ra và cắt thành 4 miếng nhỏ. Đặt phần cơm sushi lên tay. Ép phần cơm và thế là cơm viên đã sẵn sàng. Trứng cá, ngô, natto, món đậu nành lên men, ngô, trứng cá, món gừng kanmaki ngon miệng đã sẵn sàng. Làm sushi ép tay. Cá hồi, hãy cũng làm cơm viên cho sushi nào. Hãy ép phần cơm sushi bằng tay. Trông thật hấp dẫn. Khách hàng không thể đợi thêm được nữa. Hãy bày lên đĩa. Tuyệt vời, món sushi đã sẵn sàng. Xin lỗi vì đã ngắt quãng, đây là món ăn của quý khách. Mời quý khách thưởng thức. Oh, no.
cảm ơn rất nhiều. Chúc một ngày tốt lành. Xin mời. Mời đi đường này. Đây là menu. Hãy cùng xem khách hàng muốn ăn gì nào. Mì udon. Mì udon là loại mì đặc biệt của Nhật Bản, vừa mềm vừa bổ dưỡng, lại thơm ngon và dễ tiêu hóa. Vì vậy, mì udon là món ăn rất tốt cho trẻ em. Luộc mì. Sợi mì udon tuy trông to nhưng khi ăn lại mềm. Nấu nước dùng. Hãy sơ chế tạo bẻ khô trước. Hãy luộc khô cá ngừ bào nào. Chúng ta có thể nấu nước dùng ngon tuyệt bằng tảo bẹ khô và khô cá ngừ bào. Thêm muối. Thêm xì dầu. Thêm rượu mirin. Mirin là một loại rượu nấu ăn của Nhật Bản. Hàng không thể đợi thêm được nữa, hãy bày lên đĩa. Chả cá chikuwa. Nấm hương. Chả cá chikuwa. Wow, tô mì udon này chắc chắn phải ngon lắm đây. Xin lỗi vì đã ngắt quãng. Đây là món ăn của quý khách. Mời quý khách thưởng thức. Cảm ơn rất nhiều. Chúc một ngày tốt lành.